Bà đi xuống ăn bánh Nó chăn bỏ thịt vào, chăn bỏ chà bông vào. mì. Ba ơi, Bà bánh mì Việt Nam là số 1. Bây giờ Trang đang chuẩn bị làm cái sauce mayonnaise, là cái sauce để trong bánh mì. Nhờ có cái sauce này mà bánh mì của mình nó mới ngon á cả nhà. Ở đây Trang có chồng đỏ ha, chồng đỏ trứng gà. Trang bỏ vào đây một tí xíu muối, một tí xíu cái này là mù tạt nè. Bên Việt Nam không có cũng không sao, mình bỏ không bỏ cũng không sao. Nếu mình bỏ cái này vào nó có hương vị nó cũng ngon lắm. Thêm một cái hương vị nồng nồng nó cũng ngon lắm. Đây là loại cái mù tạt mà nó có hộp luôn á. Và đây là dầu ăn không thể thiếu nha cả nhà. Mình để tí xíu thôi, mình đừng có để nhiều. Mình đừng có để nhiều cùng một lúc. Như vậy á, cái trứng của mình nó hay có bị giữa lắm. Lúc đầu nó rất là quan trọng. Trang bỏ vào đây vài giọt chanh nha cả nhà. Đó, bao nhiêu đó mình quậy lên, mình trộn đều lên và trộn nhẹ. Như vậy nè. Vậy cả nhà đừng có làm mạnh quá lúc ban đầu. Và khi nào mà mình làm cái sốt này á, thì mình để cái khi mà cái này mà mình thấy nó tan hòa quyện với nhau rồi đó, mà nó đặc á nha, đừng có lỏng, nó lỏng là coi như đã hư rồi đó. Nhưng mà nếu mà hư rồi cả nhà đừng có đem bỏ, cả nhà làm lại cái khác và lấy cái hư đó mình bỏ vào trong cái mới để mình làm cái mới, đừng có bỏ uổng lắm. Trang là mà làm hư là Trang ấy lại. Mà cái này Trang đánh bằng tay chứ thường thường Trang cũng làm máy. Đánh là bằng tay thì nó khó có bị hư lắm. Đó, cả nhà thấy cái nào mà nó này mà nó hòa quyện lại với nhau mà nó đặc nha. Cả nhà thấy nó đặc không? Nó không bị giữa, nó không bị lỏng. Nó như vậy là cả nhà bỏ dầu vào và mỗi lần bỏ thì bỏ khoảng một muỗng canh thôi. Để khi nào mà mình thấy cái sauce của mình nó được thì thôi. Đó, mình cứ đánh cái gì hoài nhẹ nhẹ tay như vậy nè. Khoảng 15 phút á, làm sauce này bằng tay thì nó lâu quá cả nhà. Còn làm máy thì nó nhanh, mà làm máy nó có nhiều cái nguy cơ bị giữa lắm. Do lúc đầu mình đánh mạnh quá là nó sẽ bị giữa, mình phải đánh nhẹ như vậy nè. Mình thấy nó sệt sệt như vậy nè, nó từ từ vậy đó mà nó là cái sốt của mình nó được. Còn mà nếu mà mình đánh mà nó nhanh quá liền một lúc nó sẽ bị giữa. Nó bây giờ Trang thấy cái này nó hơi đặc đặc vậy nè, cái Trang sẽ bỏ dầu ăn vào đó cả nhà. Bỏ khoảng một muỗng canh thôi, cái mình quậy đều lại nhẹ tay. Cứ làm như vậy cho tới khi nào cái sốt của mình cảm thấy được thì thôi. Mình bỏ chắc cũng ít nhất cũng 6-7 lần như vậy đó. Cả nhà thấy nó đặc lại là được. Và sau đó mình sẽ bỏ vào trong tủ lạnh nha. Bây giờ Trang sẽ đi làm cà rốt nha. Để làm cà rốt á, thì ở đây Trang có đường. Trang bỏ đường với lại nước nóng với tí giấm với tí xíu muối vào trong đây nè, trong nước này nè cả nhà. Và bây giờ Trang bỏ cà rốt vào. Bỏ vào khoảng 15 phút sau là mình có thể ăn được. Tùy theo nếu mình muốn chua nhiều thì mình để nhiều cái giấm như vậy là nó sẽ mau chua lắm. Đó. Với lại với tí xíu đường. Rồi Trang để qua một bên, bây giờ Trang sẽ đi làm thịt gà. Thì bây giờ Trang sẽ đem gà với lại thịt đem đi khìa. Nhưng mà cái cách khìa của Trang không có giống như của mọi người khác. Trang sẽ đem đi thắng nước màu giống như là mình kho vậy đó cả nhà. Rồi mình đem thịt với lại gà vào trong này, mình xào. Rồi xong rồi gà Trang sẽ đem đi xé ra. Bây giờ Trang sẽ làm thắng nước màu bằng đường nè. Caramel đó, làm caramel đó. Đây cả nhà, Trang thắng caramel nó bắt đầu vàng rồi nè. Giờ Trang sẽ bỏ thịt vào, thịt gà và thịt heo luôn, hai thứ luôn. Gà thì ở đây Trang có ức gà, Trang mua ức gà. Nó dằn quá nên Trang đẩy nó lại. Giờ Trang sẽ bỏ thịt heo vào, đáng là bỏ thịt heo là thịt heo mà Trang mua, Trang để ăn không hết, Trang bỏ vào đông đá đó cả nhà. Rồi xong rồi bây giờ Trang đem ra xả đá nè. Làm cái cách này nó ngon và rất là tiện luôn cả nhà. Không có cần phải khìa thịt gì hết á. Thịt heo nó còn hơi hơi đông đá à. Trang xả đá từ sáng đến giờ mà nó chưa xả rã đông lên nữa. Đó. Bây giờ Trang sẽ bỏ vào đây tỏi nha cả nhà. Mình đừng có bỏ tỏi sớm quá. Bỏ sau như vậy nè, cái tỏi mình nó không có bị khét. Và hơi mình ăn cái tỏi mình nó thơm ngon. Trang sẽ bỏ nước tương Maggi nha. Trang kho thịt bằng nước tương Maggi không à. Nước tương Maggi thơm lắm. Cái mùi này là ông xã Trang mê lắm, mỗi lần Trang làm cái mùi này là ông xã Trang nói là bánh mì Việt Nam hả. Ông mà nghe cái mùi này là ông biết bánh mì Việt Nam liền à.
Nhưng mà nhiều khi Trang kho thịt đó, ăn với cơm á, Trang cũng kho bằng nước tương mari, nên mỗi lần ông nghe cái mùi này ông hỏi bánh mì Việt Nam hả? Đây nè cả nhà, bây giờ Trang sẽ bỏ vào đây tí xíu nước nha. Xong rồi một hơi mình sẽ nêm nếm lại, nếu như mà mình thiếu muối thì mình có thể bỏ muối vào. Tại vì trong cái nước tương đó, nó đã mặn rồi nên là nhiều khi Trang cũng không có bỏ muối nữa. Còn cái thịt gà này á, nhiều khi Trang có thời gian thì Trang cắt nó ra. Tại nhiều khi á, nó không có chín á, mình không có cần phải làm cho nó chín dữ lắm luôn. Cả nhà hơi hơi thôi, cho nó cứng lại để cho hơi mình xé ra. Mình sẽ làm chà bông gà mà. Nên là cái gà này nó phải xé ra sợi ra mới được. Nó chín á, thì nó mới có sợi, còn không thôi là không có xé được. Đây là cách làm hơi bị làm biến. Là tại vì làm cái món Việt Nam này nó có nhiều khâu lắm, nên là mình làm cái nào mà nó tiện thì mình làm cho nhanh đó cả nhà. Thì mình nấu khoảng 5 tới 6 phút cho cái gà này nó bắt đầu nó săn lại là được rồi. Mình lấy gà ra để mình đem đi xé cái gà cả nhà. Và mình để cái thịt này, heo này nè, để cho nó rim thêm khoảng 5-6 phút nữa, để cho cái này nó khô lại, cái nước này nó khô lại. Và mình nêm nếm lại, nếu mà như mà nó thiếu ngọt á, thì bỏ tí xíu đường vào, hoặc là thiếu mặn thì mình có thể bỏ tí muối hoặc tí xíu mari nữa. Đó thì cái này nó đã ngon rồi. Nó cả nhà chừa cái nước này một hơi nên bỏ vào bánh mì là ngon lắm luôn. Trang sẽ rim thêm khoảng 5-6 phút nữa nha cả nhà. Bây giờ Trang sẽ đem đi xé cái gà này ra từng sợi như vậy nè. Cái công đoạn này là công đoạn mất thời gian nhất luôn nè. Đó, thì mình xé ra, xé sợi ra. Nếu cả nhà có cái cách nào mà nhanh hơn thì góp ý kiến để cho Trang làm nha. Tại vì Trang cứ xé như vậy nè, nhiều khi Trang để vào trong máy sấy, Trang sợ nó sấy nó nát quá. Trang đã làm một lần rồi nó nát quá đi, nên là Trang cứ xé như vậy rất là tốn thời gian luôn. Đó, bây giờ Trang đi xé gà nha cả nhà. Thịt này sau khi mà rim xong thì nó như vậy nè cả nhà, cái nước nó hơi kẹo kẹo nè. Khi mà mình làm mà có tí xíu mỡ vào á, nó sẽ ngon hơn là cái thịt mà nó chỉ thịt nạc không. Còn đây là gà Trang đã xé ra nè cả nhà. Bây giờ Trang sẽ bỏ vào đây, Trang xào. Trang đem đi làm giống như chà bông đó. Không có bỏ dầu, không có cần phải bỏ dầu vô chảo nha cả nhà, như vậy nè. Rồi Trang sẽ bỏ, nếu mà cả nhà muốn có thể bỏ tới nước này vào luôn nè. Cái nước này tí xíu vào, bỏ tí xíu vào thôi. Mình giữ lại cái nước để bỏ vào trong bánh mì rất là ngon. Đó, Trang bỏ một tí nước ra vào ha. Trang sẽ bỏ tí muối và một tí nước tương mari nữa. Rồi Trang sẽ xào cho cái này tới khi nào khô thì thôi. Trang bỏ vào tí xíu nước tương mari, tí xíu muối. Rồi mình đem xào tới khi nào nó khô, nó bong lên rồi là sẽ xong. Xắt thịt ra nha cả nhà. Xắt thịt thì thịt này Trang xắt nhỏ nhỏ không à. Rồi cha sẽ xắt thịt ra. Thịt thì mình xắt nhỏ nhỏ ăn nó sẽ ngon hơn á cả nhà. Nhiều khi mình đi mua bên này nè, bán thịt bánh mì thịt á, họ xắt cái miếng mỏng mỏng mỏng, nhưng mà cái miếng nó bự lắm. Nó một cái bánh mì họ để khoảng 2-3 miếng, 2-3 lát thịt mỏng thôi. Nhưng mà nó có nó bự lắm. Ông xã Trang không thích, ông xã Trang thích xắt cho thiệt là mịn như vậy nè. Và có tí xíu mỡ, không có cần da. Ông xã Trang không thích ăn da, Trang thì thích ăn da. Ăn da thì mình phải mua thịt ba chỉ. Còn cái này nó cái loại thịt này là gọi là Asian đó, mình cũng không biết gọi là tiếng Việt gọi là gì nữa. Giống như sườn, á, sườn cốt lết đó. Nó mình xắt nhỏ nhỏ như sợi sợi như vậy nè. Thử nha, một miếng cho cả nhà. Nhìn thấy ngon lắm cả nhà, thấy không? Đâu có cần ướp gì nhiều đâu, đâu có khìa lâu đâu. Ngon lắm, ngon lắm cả nhà ơi. Nó bắt đầu nó khô lại rồi nè. Trang thử thì thấy nó hơi thiếu một tí vị mặn, nên là Trang bỏ tí xíu muối và một tí nước tương mari vào. Mình làm cho cái thịt này tới khi nào nó khô thêm tí nữa là được. Cái chà bông của Trang nó không có bong lên như là của người khác, nhưng mà ăn vô vào cái thịt nó ngon lắm. Rồi tại vì khi mà mình xé đó, mình chỉ xé sợi thôi chứ mình không có cái phải có cái máy nó làm sao cho mình giã ra. Nhưng mà giờ ngồi giã cái này mệt lắm, nên là làm như vậy cũng được, ăn ngon là được. Rất ngon, rất vừa ăn luôn. Hai cả nhà ơi, chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh Trang Lê Việt Cuộc Sống Pháp nha.
Bây giờ Trang sẽ làm bánh mì cho ông xã của Trang đây. Nói cho ông xã chứ là gia đình ăn là, và ông xã Trang là người đặc biệt rất là thích cái món này. Bây giờ Trang cắt bánh ra. Thì bánh mì này á là Trang mua để vào đông đá, rồi xong rồi mỗi khi mà mình muốn ăn á thì mình đem đi xả đá thôi, đem đi vào và nướng lại thôi, bỏ tí nước vào cho nó ướt rồi mình nướng nó lại. Đó, nhiều khi nướng ở trong này nó chưa có ấy nên là Trang gờ thử xem coi trong này nó có nóng không á. Đây nè cả nhà, cái nước sốt của cái thịt nè rất là ngon luôn ha. Ở đây có mayonnaise và cái nước để cái sốt để ăn bánh mì đó nãy Trang làm đó. Giờ Trang sẽ để mayonnaise lên. Cái này là Trang làm hồi nãy là từ giờ là khoảng nửa tiếng thôi, mình để lâu á thì cái này nó sẽ cứng hơn. Chát mayonnaise đều hết luôn nha. Cả nhà Trang sẽ bỏ vào đây một tí cà rốt nha. C'est trop bon les sandwichs vietnamiens. Nè con nói đi, bánh mì Việt Nam ngon lắm. Bánh mì Việt Nam ngon lắm. Đó, Trang sẽ bỏ vào đây, bỏ miếng ngò vào luôn như vậy á, cái bánh mì của mình nó sẽ đều. Lắm. Ngon quá. Ngon quá. Trang bỏ thịt vào. Con đi lại con kêu ba đi xuống ăn. Con xuống kêu kêu ba ăn bánh mì. Ba đi xuống ăn bánh mì. Đó, Trang bỏ thịt vào, Trang bỏ chà bông vào. Ba đi xuống ăn bánh mì. Ba ơi. Ba ơi. Đây là cả nhà, bỏ một tí tiêu. Đây Trang sẽ chuẩn bị sẵn một tí tiêu và tí muối. Một tí xíu nước tương Maggi vào. Ông xã Trang thích hơi mặn mặn nên là bỏ tí xíu nước tương Maggi. Trang được khỏi. Và sẽ bỏ cái nước sốt đặc biệt này vào. Bỏ níu nước sốt vào luôn. Ông xã Trang ăn ớt ít lắm. Trang sẽ bỏ thêm một tí cà rốt nữa. Tại nãy mình bỏ ở dưới đó. Bỏ thêm một tí nữa. Ông xã Trang là phải ăn hai ổ như vậy nè. Cái này là một ổ lớn mình cắt ra đó cả nhà. Ảnh ăn hai ổ như vậy á. Ảnh ăn ớt, ớt ít lắm. Còn ăn cay được nhiều nên là để ít thôi. Đây. Ở bánh mì Việt Nam chất lượng luôn. Bây giờ thì mình làm cho mình nha cả nhà. Soen với Đèn cũng ăn bánh mì luôn. Đây là cà ớt nè. Trang thử rồi, chua ngọt rất là ngon luôn. Làm rất là nhanh. Cà ớt mình muốn nhanh thì mình bỏ cái nước nó đậm đà hơn, tức là nhiều giấm và nhiều đường. Chà bông cũng rất là ngon luôn cả nhà ơi. Đây là mình bỏ cái nước sốt này trước đi, như vậy nó sẽ thấm vào trong cái thịt. Ủa chứ Trang quên bỏ Trang quên bỏ cái này. Cái này là cái chính mà. Mayonnaise là cái sốt là chính trong cái sandwich này, trong cái bánh mì Việt Nam này. Mà quên bỏ. Mà Trang cũng ăn ít lắm. Cái này nó béo quá, Trang không thích nhiều. Trang sẽ bỏ thịt và chà bông vào. Bỏ ngò vào. Lấy cây đũa làm như vậy cho nó cái thịt nó dính vào. Bỏ ớt vào. Cực kỳ ngon luôn cả nhà ơi, hấp dẫn lắm luôn. Trang thích ăn cái nước sốt này lắm nên là Trang sẽ bỏ thêm một tí nữa. Bánh mì Việt Nam là số 1. Rất là ngon. Đây nè cả nhà, ông xã Trang đang ăn bánh mì Việt Nam nè cả nhà ơi. Rất là thích luôn. Ngon không? Anh ăn ngon không? C4. Ngon. Ngon. Ngon lắm. Ngon lắm. Đây nè cả nhà ơi, bánh mì nè cả nhà. Mời cả nhà nha. Ồ, bánh mì đặc biệt luôn. Có thịt nè, có chà bông nè, chà bông gà nè, có ngò đầy đủ hết luôn. Giờ Trang sẽ ăn thử. Ông xã Trang ăn gần hết rồi đó, ăn sắp xong rồi đó. Ông rất là thích ăn bánh mì Việt Nam luôn. Và đặc biệt bánh mì ở bên Pháp này á, rất là giòn. Bánh mì baguette của Pháp là thôi rồi. Ngon, ăn là miếng ớt cay quá.
Sao biết không? Tôi nó hỏi cây hả? Ngon quá đúng rồi. Sốt thịt này nè cả nhà bỏ vào á. Cực kỳ ngon luôn, cả nhà thấy cái nước không? Chẳng thích ăn nhiều cái sốt này, nhưng cứ bỏ hoài. Tại vì nó không có mặn lắm, nó rất là vừa ăn. Non, justement, j'ai pas assez de piment. Ah non, tu veux encore du piment? Ouais, il y en a plus. J'en ai mis plusieurs, je sens que ça pique, mais... Nào, xả chàng ăn cay. Ăn là ớt. Chàng ăn này rồi, ngay miếng ớt luôn nó cay á. Papa, j'ai envie de te dire quelque chose dans l'oreille, parce que j'ai pas envie que toi, il entende. Non, t'es relou. Nó mì giòn quá trời giòn luôn. Cho em nó cắn rồi, cục cục. Nó ngon. Có sốt béo béo, mặn mặn, ngọt ngọt. Nó thịt, nó ngon thì thơm. Cà rốt thì chua chua, ngọt ngọt, ớt cay cay. Tuyệt vời luôn cả nhà ơi, nó ngon á. Ông xã Trang ổng ăn hết ổ bánh mì rồi, ổng quay qua ổng hỏi Trang còn nữa không. Ổng nói cái ổ của ổng nhỏ quá nên bây giờ làm cho ổng thêm một ổ nữa nè cả nhà. Ổng ăn nhanh còn hơn là gì nữa. Ổng ăn nhanh mà ổng ăn nhiều nữa chứ. Bánh mì á. Một ổ, cái này là một ổ lớn mình cắt ra đó. Còn nửa ổ gì nè, một ổ gì như vậy là nhiều lắm rồi, giống như một ổ bên Việt Nam vậy mà chất lượng luôn, bên này nó đặc ruột. Ông xã Trang đang cắt ớt rồi cả nhà. Ông ăn thêm một ổ nữa nè. Je peux prononcer? Ou la moitié, c'est bon. De squelette. On dit espelette et le piment d'espelette, on n'en achète pas, ça pique pas le piment d'espelette. Je prends? Oui. Ổ thứ hai vậy đó cả nhà. Hai ổ bánh mì mà không đủ ăn luôn cả nhà ơi. Ổ bánh mì bên này nó bằng một cái bằng một cánh tay của Trang vậy đó mà đặt ruột nữa. Thêm với lại thịt này kia nó mà không đủ ăn luôn. Là tại vì thường mua bánh mì nhiều lắm à, giờ còn có hai ổ trong đá à. Rồi video của Trang đến đây cũng đã kết thúc rồi cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video nha. Nếu như cả nhà thấy thích video á thì cho xin Trang xin một like và chia sẻ video, đăng ký kênh và nhấn vào chuông để nhận được thông báo mỗi khi có video mới nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà thật nhiều và hẹn cả nhà vào video tiếp theo. Bye bye cô chú. Bye bye cô chú.